Chương 451, đồ đằng, hai, đồ đằng vẽ ngọn lửa có thể phát ra lửa, đồ đằng vẽ gió sấm sét thì chân có thể dẫm lên gió sấm sét. Nhưng đối với Cố Thanh Phong những loại đồ đằng vẽ thần thông này căn bản chỉ là gân gà, chẳng là gì cả. Hắn đã có tiên thiên thần thánh thể, trời sinh đã có thể điều khiển ngũ hành âm dương, không cần nhờ đồ đằng trợ giúp. Mà những đồ đằng có thể cường hóa thân thể kia đối với Cố Thanh Phong lại như bảo bối, chúng có chức năng giống như một bộ máy khuếch đại, nếu so sánh sức mạnh của cơ thể vật lý với âm lượng của âm thanh thì đồ đằng giống như một cái loa hỗ trợ phóng đại âm lượng nói cách khác cơ thể càng mạnh mẽ bao nhiêu thì sau khi vẽ đồ đằng sẽ càng mạnh hơn bấy nhiêu nhưng mà đồ đằng cũng không phải không có nhược điểm gì đồ đằng dù sao cũng là đạo văn chịu áp lực đạo văn và sức mạnh của đường vân nếu cơ thể bình thường không đủ mạnh mà tùy tiện khắc lên cơ thể thì chắc chắn không chịu nổi mà chết đương nhiên ngoại trừ cố thanh phong không cần phải nói thể chất của hắn mạnh bao nhiêu, đồ đằng cường hóa thân thể này bổ sung cho hắn một cách hoàn mỹ. Bảo bối Tất cả đều là bảo bối, hai mắt cố thanh phong lấp lánh nhìn thi thể của đám tộc man di này, hận không thể đến bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve từng cái một, đây thật sự là bí tịch biết đi. Đồ đằng trên người tộc man di cao 5 mét cũng không giống đồ đằng trên người tộc man di cao 10 mét, loại trước đơn giản và ít hơn, loại sau không chỉ nhiều mà còn vô cùng phức tạp đây là lý do tại sao người sau càng mạnh hơn. Đồ đằng trên người mỗi tộc mang gì khác nhau cũng không giống nhau, rõ ràng những đồ đằng này không phải loại sử dụng chung thông dụng mà là được nghiên cứu chuyên biệt riêng cho thể chất của từng cá nhân, khó trách những đồ đằng này lại có nhiều loại khác nhau cũng không lưu truyền ra bên ngoài. Cố Thanh Phong trầm ngâm nói, đồ đằng không được lưu truyền ra ngoài đương nhiên có nguyên nhân là vì những người khác không dám tùy tiện tiến vào cấm địa thái sơ, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn có lẽ là bởi vì đồ đằng có tính cá thể khác biệt. Đồ đằng không giống nhau, mà mỗi người mỗi khác, cho nên người không thể sao chép vẽ lên người mình là có thể dùng được, còn cần phải tiến hành sửa đổi cho nó thích hợp với mình mới được. Hơn nữa mỗi đồ đằng trên mỗi người tộc mang di giống như một mảnh của một cuốn sách bí mật, giống như có người đã tách một đạo văn cực kỳ cao thâm huyền ảo thành vô số mảnh vỡ, sau đó những mảnh vỡ này dung nhập vào trong cơ thể mỗi một tộc mang di thu thập đồ đằng giống như đang ghép bức tranh lại ngươi lấy được càng nhiều mảnh ghép của bức tranh thì bức tranh lại càng hoàn chỉnh đồ đằng càng phát huy hiệu quả cao hơn cho nên cũng không phải ngươi vẽ càng nhiều đồ đằng lên người thì ngươi càng mạnh mà ngươi còn phải đem những mảnh ghép ra rồi sắp xếp lại làm một nhưng tất cả những thứ này đều không thể làm khó được cố thanh phong thứ thất khiếu linh lung thể am hiểu nhất chính là cái này phân tích sắp xếp lĩnh ngộ học tập cố thanh phong nghiêm túc nghiên cứu đồ đằng trên người mang tộc tuy nói nó rất phức tạp nhưng hắn ước chừng chỉ cần khoảng thời gian một tháng là chắc chắn có thể tìm hiểu được hết, có thể thay đổi khắc lên người mình. Chỉ là, đang lúc hắn đang nghiên cứu hết sức chăm chú thì cách đó không xa, một trận âm thanh rầm rập truyền đến, giống như một ngọn núi lớn đang chuyển động, cố thanh phong vội vã nhìn qua, thấy có mấy mang tộc cao tầm 20 mét, thậm chí là 30 mét đang chạy về phía mình, hắn lập tức giật mình. Khí tức từ thân thể mang tộc 20 mét truyền đến đã có thể so được với thiên nhân, nhưng mang tộc 30 mét kia còn mạnh hơn gấp mấy lần. Mẹ nó, đúng là y như chọc vào tổ ông mà, cố thanh phong không nói hai lời, trực tiếp bỏ thi thể mang tộc vào trong túi sau đó quay đầu chui vào thế giới trong lòng bàn tay, thế giới lòng bàn tay chắc chắn an toàn, thuận tiện cho việc nghiên cứu đồ đằng của hắn. Trụ sở kiếm môn, một lão giả tóc trắng với dáng vẻ tiên phong đạo cốt chân đạp phi kiếm, Mang theo một vị thiếu niên có vải lụa đen cuốn quanh mắt hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía chân trời, hai người này chính là người độc cô nguy phía đi tiếp viện Cố Thanh Phong. Vị thiếu niên quấn vải lụa đen quanh mắt kia hiển nhiên chính là kiếm si, còn vị lão giả già mà vẫn còn tráng kiện kia chính là thủ tọa một trong bảy mạch của kiếm môn, thủ tọa nghịch lân phong mạnh diễn. Hai người phi hành ngự kiếm suốt dọc đường, thẳng đến chỗ cấm địa thái sơ. Mạnh sư thúc, ngài chậm chút đi, đệ tử có hơi không chịu nổi rồi. Cương phong trên chín tầng mây làm cho kiếm si có hơi không mở mắt nổi, mặc dù hắn đã bịt mắt lại. Mạnh diễn mỉm cười, bản tọa đặc biệt dẫn ngươi xuyên qua tầng cương phong chính là vì giúp ngươi dùng cương phong luyện thể, đây là cơ hội khó có được, ngươi còn không mau nắm cho chắc. Kiếm si cười khổ, mạnh sư thúc, đệ tử đã nhập môn hai mươi năm rồi, đâu phải đệ tử mới nữa, ngài đừng nói đùa với ta nữa thì hơn, rõ ràng là người muốn nhanh chóng tìm được cố thanh phong, đóng nghịch lân kiếm về núi mạnh diễn lập tức trừng mắt dựng râu mắt tên tiểu tử ngươi sắc bén quá nhỉ bảy mạch kiếm môn mỗi mạch đều có thánh kiếm truyền thừa của riêng mình duy chỉ có nghịch lân kiếm đã mất tích ngàn năm nay dẫn đến việc nghịch lân phong xếp cuối trong bảy mạch vì chuyện này mà những lão gia hỏa kia thường xuyên hay dẻo cợt bản tọa bây giờ nghịch lân đã hiện thế tất nhiên bản tọa vội vàng không nhìn được rồi chương bốn trăm năm mươi hai người kiếm môn tới hơn nữa bản tọa đã sớm nhận được tin tức Tiểu Diêm Vương và Huyết Hà Thượng Nhân đều đã chết trong tay Cố Thanh Phong, địa ngục môn rất tức giận, đã phái mấy vị cường giả thiên nhân bao vây khuôn viên vạn dặm cấm địa Thái Sơ, đợi đến khi tên tiểu tử kia ra. Nếu như không nhanh chút thì bản tọa chỉ sợ tiểu tử này sẽ chết mất, vân vân vân, ngài là sư thúc, ngài nói gì cũng đúng. Ba ngày sau, Mạnh Diễn và Kiếm Si đi đến biên giới Thái Sơ cấm địa, đầu tiên là gặp được đám người đông nghịt của địa ngục môn, họ đã bố trí xong thiên la địa võng, phong tỏa toàn diện thái sơ cấm địa, chỉ tự đợi cố thanh phong tự chui đầu vào lưới. Lúc này, một vị cường giả thiên nhân của địa ngục môn đột nhiên tiến đến ngăn mạnh diễn lại, nói, vị đạo hữu này, địa ngục môn làm việc, xin hãy tránh đường. Mạnh diễn mỉm cười, trùng hợp ghê, kiếm môn ta cũng muốn đến đây làm việc, mời các người tránh đi. Kiếm môn Vẻ mặt vị cường giả thiên nhân kia thay đổi, không biết các hạ là vị cao nhân nào của kiếm môn, bản tọa là mạnh diễn của kiếm môn. Vẻ mặt thiên nhân địa ngục môn thay đổi trong nháy mắt, mạnh diễn, thủ tòa nghịch lân phong. Ánh mắt vãn bối vụng về, bái kiến mạnh tiền bối, mạnh diễn khoát tay áo, không cần đa lễ, bản tọa biết địa ngục môn các ngươi đang làm gì ở nơi này, chẳng qua bản tọa nói cho các ngươi một chuyện, cổ thanh phong chính là đệ tử của kiếm môn ta. Bất luận là các ngươi có ý đồ gì thì cũng đều nhanh chóng lui ra đi. Mạnh tiền bối, kẻ này đã giết thiếu môn chủ bản môn cùng với một vị trưởng lão thiên nhân cảnh, chỉ sợ việc này không phải chỉ cần ngài nói một hai câu là có thể cho qua. Thiên nhân địa ngục môn nói với vẻ mặt khó coi. Hay, như vậy cũng được, hôm nay bản tọa sẽ hoạt động gân cốt một chút, mạnh diễn nói rồi trực tiếp rút trường kiếm bên hông ra. Trong phút chốc, khi thanh trường kiếm đó được rút ra khỏi vỏ, ánh mắt có hắn hơi thay đổi, trở nên cực kỳ lạnh lùng. Một luồng kiếm ý khó mà tưởng tượng nổi từ trên người hắn bộc phát lên tận trời, bay thẳng lên mây, đến cả mây trên trời cũng bị hắn chọc thành một lỗ thủng. Vào thời khắc này, tất cả mọi người ở địa ngục môn đều cảm thấy run rẩy một hồi, sự run rẩy phát ra từ linh hồn. Mạnh! Mạnh tiền bối, ngài thật sự muốn vì cố thanh phong mà khai chiến với địa ngục môn chúng ta à? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đại diện cho cả địa ngục môn. Mau cút đi! có gì bất mãn thì gọi môn chủ các ngươi đến gặp bản tòa. kiếm môn là tiên môn cao quý của đế đình làm việc lại bá đạo như vậy chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo hay sao ngươi tu luyện đến hồ đồ rồi hay sao tiên môn đế đình không bá đạo chẳng lẽ để cho điện mục môn các ngươi bá đạo hay sao cút nhanh lên đừng để cho bản tọa nói thêm lần hai ghê tởm chúng ta đi cả đám cường giả điện mục môn thấy thế lúc này liền muốn rời đi mạnh diễn thu hồi trường kiếm lại khí thế lặng lùng lập tức tản đi lại biến thành dáng vẻ mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt trước đó tiểu tử kiếm si ngươi chờ ở đây đi đừng đi đâu cả bản tọa sẽ đi một vòng cấm địa thái sơ tìm tên cố thanh phong kia mạnh diễn nói xong thì hóa thành một đạo kiếm quan biến mất trong cấm địa thái sơ sau một hồi lâu mạnh diễn mới hoảng hốt trốn ra khỏi cấm địa thái sơ kiếm si vội vàng chạy đến mạnh sư thúc ngài không sao chứ mạnh diễn không nói gì mà chỉ vội vàng móc mấy viên đang dược từ trong người nuốt vào sau đó mới thở hổn hển hít vài ngùng khí ôi sống lại rồi cấm địa thái sơ này không phải là nơi mà người ta nên tới kiếm si thấy mạnh diễn không có việc gì không nhịn được nói mạnh sư thúc với thực lực của ngài mà cũng không thể ở lâu trong cấm địa thái sơ vậy cho dù cố thanh phong có bí bảo hộ thân gì đi nữa chỉ sợ cũng sống phải thấy người chết phải thấy xác coi như hắn có chết thì bản tọa cũng phải mang nghịch lân kiếm về, hôm nay ở đây nghỉ ngơi thôi, đợi thêm mấy ngày nữa bản tọa lại đi dò xét xem. Ở thế giới lòng bàn tay, Cố Thanh Phong vẫn đang nghiên cứu đồ đằng trên người mang tộc, hắn rất hiểu chuyện kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày cơ bản ít nhất phải nghiên cứu đến một canh giờ, sau đó thì chơi cùng thương tâm nghiêng, dạy dỗ huấn luyện nô lệ yêu ma gì đó, chỉ là tiểu thi mị vẫn chưa xuất quan. Nàng đang trong quá trình xung kích vào thần cảnh, dường như đã xảy ra biến hóa gì đó khiến cho thời gian tấn thăng kéo dài lâu hơn cứ như vậy thời gian trôi qua tròn một tháng một ngày này cuối cùng cố thanh phong cũng hoàn toàn hiểu được đồ đặn trên thân mang tộc đồng thời dựa theo tình huống bản thân mà vẽ ra đồ đặn hoàn chỉnh lên trên người mình đương nhiên vì cái đẹp cố thanh phong cũng không vẽ cả người đều là chữ như gà bới giống như mang tộc mà hắn ẩn giấu đi lúc không cần sử dụng thì sẽ không phát hiện hắn thử nghiệm sơ sơ một chút một khi thi triển sức mạnh đồ đằng, cơ thể hắn đại khái sẽ tăng lên gấp ba lần, đúng là nổ mạnh. Có thể nói là thực lực tăng vọt, nếu như huyết hà thượng nhân kia sống lại, không cần sử dụng đến canh kim kiếm trận, chỉ cần dựa vào cơ thể cũng đủ để xử lý ông ta, đồng thời, sức mạnh đồ đằng còn tiếp tục kiếm thêm không gian. Dù sao Cố Thanh Phong chỉ lấy được đồ đằng trên người mang tộc 5 m và 10 m sau này lấy được 20 m 30 m thậm chí đồ đằng của mang tộc cao hơn, vậy cơ thể hắn nhất định có thể tăng mạnh hơn nữa. Chương 453, trong kiếm môn có yêu ma, một, mấy ngày này, cố thanh phong ra khỏi thế giới lòng bàn tay, rời khỏi cấm địa thái sơ. Hắn cảm thấy mình đã có được sức tự vệ nhất định, có thể ra ngoài tìm kiếm yêu ma. Trước kia không dám đi là sợ chết bờ chết bụi giữa đường, bây giờ đối mặt với thiên nhân hắn cũng có thể thử một lần, cũng có thể được xưng tụng là cường giả ở thương minh giới này. Lại cộng thêm thần đang thập văn hoàng Mỹ đã ngưng kết, tu vi tăng lên không giới hạn, tất nhiên là muốn tìm yêu ma đến giúp chuyện tu hành. Tuy nói hắn thông minh bất phàm, tự mình tu luyện cũng rất nhanh nhưng có thể tăng thực lực lên mà không cần phải tu luyện thì mẹ nó ai mà không thèm chứ. Thế là, Cố Thanh Phong bước ra khỏi cấm địa Thái Sơ, kết quả sau khi hắn bước ra ngoài xem xét thì lập tức sửng sốt. Chỉ thấy bên ngoài cấm địa Thái Sơ có hai tên ăn mày một già một trẻ sắc mặt trắng bệt, áo quần tả tơi, thân bị trọng thương lão ăn mày thì hắn không biết nhưng tên tiểu ăn mày thì hắn khá là quen chủ yếu là do nhìn thấy vải đen hắn buộc quanh mắt quen quen ồ không phải là kiếm si đó sao bây giờ mới không gặp có mấy ngày sao đã nghèo túng đến độ này rồi chẳng lẽ kiếm môn phá sản rồi cố thanh phong nói với vẻ trêu chọc trong phút chốc một già một trẻ mở mắt ra nhìn về phía cố thanh phong kiếm si lập tức rớt nước mắt cố thanh phong cuối cùng ngươi cũng ra tốt quá rồi cuối cùng cũng có thể trở về kiếm môn chỗ quái quỷ này ta chịu đủ lắm rồi kiếm si thật sự không chống đỡ được nữa một tháng qua mạnh diễn đã nhiều lần xâm nhập vào cấm địa thái sơ lúc may mắn thì thần hồn chỉ chịu chút tổn thương là ra được lúc vận may không tốt thì lại còn dẫn tới không ít hung thú ma tộc mang tộc ra đây thậm chí còn bị đạo nô truy sát sau đó hắn ta cũng bị liên lụy một tháng này có thể nói là hai người đã chịu rất nhiều đau khổ kiếm si đã muốn từ bỏ lâu rồi nhưng hết lần này đến lần khác mạnh diễn là người dường như có chấp niệm rất lớn với nghịch lân kiếm thể hiện rõ quyết tâm không được đạt mục đích thề không quay về chỉ cần chữa lành được vết thương thì sẽ lại xông mạnh vào cấm địa thái sơ sau đó thụ thương tu dưỡng rồi lại xông lên cho nên bây giờ nhìn thấy cố thanh phong khó tránh khỏi cảm thấy xúc động ngươi chính là cố thanh phong nghịch lân kiếm đâu mạnh diễn hỏi úi cha Cố Thanh Phong chọn dùng phong cách giống đối phương, nói với vẻ bể nghệ, ngươi là ai vậy hả? Há mồm là trình mò bảo vật của bản tôn, chẳng lẽ muốn bước theo chân huyết hà thượng nhân à? Cố Thanh Phong nhìn từ trên xuống dưới nhận ra khí tức lão ăn mày này phiêu phiên bất định, cực kỳ khó mà nhìn thấu nhưng hẳn cũng là phạm trù thiên nhân, cho nên hắn mới không sợ hãi chút nào, tự xưng là bản tôn. Mạnh diễn lập tức trừng mắt dựng râu, bản tọa chính là một trong những thủ tọa của thất mạch kiếm môn mạnh diễn hôm nay phụng lệnh của môn chủ kiếm môn đến đây để đón kiếm về môn cố thanh phong hít mắt lại hắn đã dự liệu từ sớm rằng sẽ có một ngày này dù sao thì chỉ cần có mình còn cầm chí bảo kiếm môn còn có đế kinh thì kiếm môn nhất định sẽ phái người đến đây đường đường là tiên môn đế đình thế mà lại phái một tên ăn mày đến đây bắt bản tôn đúng là làm cho người ta cười rụng răng cố thanh phong đừng có vô lễ hơn nữa chúng ta cũng không đến đây bắt ngươi mà là đến đón ngươi trở về kiếm môn chắc ngươi còn không biết rằng môn chủ kiếm môn đã công khai thừa nhận ngươi là đệ tử của thánh nữ đời thứ 13 của bản môn, chỉ cần ngươi theo bọn ta về kiếm môn thì không cần lo chuyện bị địa ngục môn, thậm chí là các môn phái khác truy sát. Ở thanh mộc vực, chưa ai dám động đến đệ tử kiếm môn đâu, ngươi cũng không cần trốn trong cấm địa thái sơ. Kiếm si giải thích, khắc khắc khắc. Đúng là trò cười, cả đời bản tôn làm việc còn cần ai che chở hay sao? Hơn nữa bản tôn ở đây trốn à? nói nhăn nói cùi, cấm địa thái sơ chính là tuyệt địa thế gian, bên trong ẩn giấu bí mật kinh thiên, bản tôn thế này chỉ là một mình vào cấm địa thăm dò, sao lại nói thành ta đang trốn, cố thanh phong nào thèm về kiếm môn với bọn họ. Bất luận lời đối phương nói là thật hay giả, coi như có là thật, hắn cũng không muốn đi. Hắn có đế kinh rồi, kiếm môn có gì hay ho đáng để dòng nó, vậy có khác gì đi tìm? Kiếm si căng thẳng, vội vàng nói rõ cái lợi cái hại trong đó cho Cố Thanh Phong, nói cái gì mà môn chủ kiếm môn yêu thích một nhân tài như ngươi lại có được sự thừa nhận của nghịch lân kiếm ngươi trời sinh chính là đệ tử kiếm môn ông ta đã bảo vệ ngươi trước lời dị nghị của mọi người không tiếc đắc tội với các môn phái nếu như ngươi không đến kiếm môn vậy những người mà ngươi đắc tội trước đây thậm chí là kiếm môn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đối mặt với sự thuyết phục tận tình của kiếm si cố thanh phong chỉ đáp lại hai chữ không đi đùa gì vậy chứ kiếm môn có tốt như sào huyệt của yêu ma không? Đám yêu ma ai nấy đều là yêu ma tại ba, nói chuyện êm tai lại còn biết xoa bóp, kiếm môn thì có là gì? Về phần đắc tội với các đại môn phái của thanh mộc vực, không cần quan tâm, bản tôn vốn không định ngơ ngác ở lại thanh mộc vực này, nơi này ít yêu ma quá, có ngu mới ở lại đây. Chương 454, trong kiếm môn có yêu ma, hai, khốn nạn, hôm nay người muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Mạnh diễn đứng một bên nổi giận, một tháng này ông ta đã phải chịu rất nhiều khuất nhục, trong bụng chứa một tràng lửa giận. Lúc này ông ta chọc thẳng về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng, không tránh cũng không né, mặc kệ đối phương chọc đến. Vừa lúc hắn có thể kiểm tra sức mạnh cơ thể một chút, nhìn xem cuối cùng Thiên Nhân Cảnh đang ở cấp độ gì. Kết quả, ngay trong lúc mạnh diễn chọc bả vai của hắn, một chuyện làm cho người ta không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Tiên túc chủ chịu công kích của nhân ma mạnh diễn. Thần lực 100 100 100, chúc mừng tu vi túc chủ đã đạt được nhân nguyên thần đang nhị trọng thiên. Ố ồ, nhân ma. Trong phút chốc, Cố Thanh Phong ngạc nhiên, đây là tình huống gì đây? Trong lúc nhất thời hắn có hơi ngơ ngác, đây không phải là một trong số các thủ tọa thất mạch kiếm môn mạnh diễn sao? Nhân ma là cái quỷ gì? Đối với chuyện gia tăng thần lực hắn cũng không mấy ngạc nhiên bởi vì khi đạt đến thần đang cảnh, chân nguyên trong cơ thể đã chuyển hóa thành thần lực. Đây là một loại sức mạnh cấp độ cao hơn, là hỗn hợp luyện thành từ tinh khí thần, có sức mạnh hoạt tính. Chỉ là sự tồn tại của thần lực, người đạt đến cảnh giới nguyên thần đang mới có thể tạo ra sức ép với tu sĩ thần hồn cảnh. Chỉ vì thần lực và chân nguyên không phải là thứ có thể so được với nhau. Chẳng qua những điều này cũng không mấy quan trọng, điều quan trọng chính là mạnh diễn thế mà lại là một trong thủ tọa thất mạch thủ tọa thất mạch kiếm môn là gì cao ơi là cao ngoại trừ môn chủ ra thì người có địa vị cao nhất chính là chủ tọa thất mạch các trưởng lão đều phải dạt ra một bên nhưng hôm nay cao tầng như thế vậy mà lại là yêu ma thế này là kiếm môn đang bị yêu ma thẩm thấu à đến cả cao tầng mà cũng là yêu ma vậy trong kiếm môn kia có phải có nhiều yêu ma lắm không mạnh diễn nhìn cố thanh phong mang vẻ mặt đầy kinh ngạc ông ta cũng không biết thân phận của mình đã bị đối phương nhận ra chỉ xem đối phương đang cảm khái sức mạnh mạnh mẽ của mình cho nên mới kinh ngạc, dù sao hắn ẩn giấu trong kiếm môn nhiều năm như vậy, đến cả môn chủ cũng chả nhìn ra, chỉ một tên vãn bối chưa tới thiên nhân cảnh sao mà khám phá ra được, chỉ là cho dù có như thế nào thì mạnh diễn cũng không thể ngờ rằng cố thanh phong có được hệ thống hệ bị yêu ma công kích là mạnh lên ngay. Chính vì lần công kích vừa rồi đã trực tiếp làm bại lộ thân phận mà hắn đã che giấu nhiều năm. Mạnh diễn vẫn luôn nắm lấy bả vai Cố Thanh Phong, nói, Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có thể bẫy chết thiên nhân thì không đặt thiên nhân vào trong mắt, cái thứ như huyết hà thượng nhân kia chẳng qua chỉ là thiên nhân chưa độ kiếp mà thôi, còn bản tọa chính là thiên nhân bốn kiếp, hôm nay, bất luận có đồng ý hay không thì bản tọa cũng phải làm cho ngươi nhã kiếm ra, ta đồng ý." Cố Thanh Phong đột nhiên nhắc lời với vẻ mặt tươi cười. "Hả? Khuôn mặt mạnh diễn tỏ vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ sao tên nhóc này lại thức thời đến vậy?" chỉ vẻn vẹn vô có một vố mà đã đi theo không thèm phản kháng, cố thanh phong sợ đối phương đổi ý, vội vàng nói, tiền bối đừng có tức giận, mới vừa rồi vãn bối có mắt mà không thấy thái sơn, thật ra vãn bối đã mong được đến kiếm môn đã lâu, hôm nay nếu như tiền bối đã muốn đón vãn bối về kiếm môn, vãn bối cầu còn không được đó chứ. Từ nay về sau kiếm môn chính là nhà của ta, ai đuổi ta ta sẽ sống mái với hắn. Mạnh diễn, kiếm si, lúc này tâm trạng cố thanh phong đầy sự vui vẻ, còn gì thích hơn chuyện yêu ma tự mình mò tới cửa được chứ? Còn là yêu ma mạnh mẽ vậy nữa, so với chuyện đi loanh quanh tiền đám yêu ma đầy đường, bồn ba ngàn vạn dặm còn không bằng nhặt thứ có sẵn, hơn nữa coi như có tiền được yêu ma thì chất lượng chưa chắc cao đâu. Điều quan trọng nhất là kiếm môn chính là đế đình tiên môn đó, loại thực lực đỉnh cao như vậy mà còn bị yêu ma xâm nhập. Còn lăn lộn được lên vị trí cao như vậy, ít nhất đã có thể nói rõ hai chuyện. Một, thế lực yêu ma thâm nhập vào kiếm môn rất mạnh, bởi vì nếu như không mạnh thì ai mà dám đi gài bẫy kiếm môn. Hai, tính toán của yêu ma tất nhiên không nhỏ, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì mà lại đi thể nghiệm cuộc sống con người, nhất định là có mục đích cực kỳ to lớn. Mục đích của yêu ma nhất định có liên quan đến yêu ma rồi. Nói không chừng lại gặp phải tình tiết máu chó kia, thí dụ như ma cấp bậc yêu hoàng nào đó đang bị kiếm môn trấn áp, sau đó một đám yêu ma tiểu đệ người trước ngã người sau lên, đến đây nghĩ cách tìm phương pháp cứu viện. Nếu như thật sự là loại tình huống này, vậy đúng là sướng điên người luôn, cho nên Cố Thanh Phong quyết định phải đi đến kiếm môn, làm rõ mục đích của yêu ma, sau đó. Khắc khắc khắc. Tiền Bối, chúng ta đi thôi, ta muốn gia nhập kiếm môn, ta chờ hết nổi rồi." Cố Thanh Phong thấy hai người sững sờ thì không nhịn được mà thúc giục. "À, à, đi." Mạnh Diễn mang vẻ mặt ngơ ngác bây giờ hắn cũng đang hoài nghi có phải là trong phút chốc vừa rồi, có ai đã đoạt xá cố thanh phong rồi không? Nếu không sao tên tiểu tử này lại như biến thành một người khác vậy? Rõ ràng trước đó còn kiêu căng lắm, vô cùng cao ngạo, không để kiếm môn vào mắt, mở miệng là một tiếng bản tôn, kết quả quay đầu lại là bảo lòng dạ luôn hướng đến kiếm môn, tự xưng là vãn bối. Chương 455, bí ẩn thiên nhân thế là, trong sự thúc giục của cố thanh phong, ba người bước trên con đường đi về phía kiếm môn đương nhiên trước khi xuất phát không thể thiếu những câu hỏi được ví dụ như lấy được nghịch lân kiếm ở nơi nào vì sao lại có thể ra vào cấm địa thái sơ và lai lịch các kiểu những câu hỏi này đều bị cố thanh phong lừa gạt cho qua bây giờ kỹ thuật diễn của hắn đã đỉnh lắm rồi nói láo hết bài này đến bài khác ứng phó trường hợp nhỏ thế này đúng là dễ như trở bàn tay nghịch lân kiếm nhặt được trong cấm địa thái sơ cấm địa thái sơ khi còn bé đã từng ăn một loại quả lạ nên có thể đi vào thoải mái. Lai lịch Ở bên kia núi, bên kia biển có một thôn địa cầu. Trên đường đi, Mạnh Diễn một thân một mình dẫm lên mũi kiếm to lớn, hai tay chấp ra sau lưng không nói lời nào, diễn ra dáng vẻ như một vị cao nhân. Còn hai người cố thanh phong và kiếm si thì ngồi xếp bằng trên thân kiếm, bắt đầu nói chuyện phím. Vừa rồi Mạnh Tiền Bối có nói là tứ kiếp thiên nhân, là ý gì vậy? Chẳng lẽ đã làm đến thiên nhân rồi mà còn cần độ kiếp hay sao? Cố Thanh Phong hỏi, xuất thân Cố đạo hữu xa xôi, chưa từng tiếp xúc nhiều với thiên nhân cho nên không biết những bí mật này cũng là chuyện bình thường, thật ra những điều này đều không phải là bí mật gì, cơ bản thì các đại môn phái đều biết. Cảnh giới cũng phân chia giống thần đang cảnh, phân chia dựa theo cửu trọng thiên, nhưng đã đến thiên nhân cảnh thì không còn phân chia như thế nữa, bởi vì thiên nhân cảnh sẽ phải trải qua năm kiếp nạn, mỗi 500 năm sẽ có một kiếp nạn giáng xuống. Sau khi vượt qua mỗi một kiếp thì thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ, thọ nguyên cũng tăng lên theo, cho nên thiên nhân cảnh phân chia dựa trên số lần vượt qua kiếp nạn. Năm kiếp nạn này được xưng là thiên nhân ngũ kiếp, theo thứ tự là Bí Phong kiếp, Âm Hỏa kiếp, Thiên Lôi kiếp, Nhục Thân kiếp, Tâm Ma kiếp, những thiên nhân thường gặp ngoài kia cơ bản đều là những thiên nhân chưa độ kiếp, ví dụ như huyết hà thượng nhân vậy, mà những thiên nhân đã độ kiếp hoặc là sắp độ kiếp rất ít khi xuất hiện trong mắt mọi người bởi vì tất cả đều đang bận rộn chuẩn bị độ kiếp có thể nói người thiên nhân cảnh đều đang đoạt mệnh với trời nhất định phải trân trọng từng giây từng phút không độ được kiếp chính là đường chết mạnh sư thúc là thiên nhân tứ kiếp có nghĩa là ông ta đã vượt qua thiên kiếp bốn lần chỉ cần vượt qua thêm tâm ma kiếp là có thể tấn thăng lên thiên quân cảnh thiên quân cảnh có còn kiếp nạn nữa không không còn chỉ có thiên nhân cảnh mới có cố thanh phong không khỏi cảm thấy kỳ lạ vì sao chỉ có thiên nhân cảnh mới có kiếp nạn bởi vì chỉ có khi ở thiên nhân cảnh, thiên đạo mới nhìn thấy ngươi. Trong mắt thiên đạo, dưới thiên nhân cảnh chẳng qua chỉ là con sâu con kiến, trên thiên nhân cảnh chính là thiên quân, ý là vua của trời đất, vua là biểu tượng tôn quý, đương nhiên sẽ không bị hạ kiếp nạn. Ngươi có thể hiểu về thiên đạo một cách đơn giản là quốc gia lớn nhất trên đời này, mà tu hành sẽ đánh cắp nguyên khí thiên địa làm cho bản thân mạnh lên, thật ra tương đương với tạc thần cướp quyền đoạt chính, phản tạc. Lúc ngươi vẫn còn là sâu kiến bé bỏng, thiên đạo sẽ không để ý đến chuyện tạo phản của sâu kiến nhưng sau khi ngươi trở thành thiên nhân thì đã tương đương với phản tặc trong nước đang muốn tạo phản tất nhiên thiên đạo sẽ xuất binh vây quét phản tặc nơi xuất binh vây quét này chính là ngũ kiếp của thiên nhân mà sau khi ngươi đã vượt qua ngũ kiếp thiên nhân thì tương đương với thế lực đã dần dần mở rộng cuối cùng cũng có thể đứng một cách độc lập thành lập đất nước nhỏ của mình có thể được xưng là thiên quân tuy quốc gia nhỏ nhưng cũng coi như đã được thiên đạo thừa nhận cho nên kiếp nạn sẽ không giáng xuống nữa chẳng qua giữa nước lớn và nước nhỏ chắc chắn sẽ không bình đẳng cảnh giới thiên quân nhất định cũng không tránh khỏi sự ức hiếp của thiên đạo chỉ là ta cách đó xa xôi quá đi cũng không rõ lắm về phần thiên tôn thiên chí tôn thiên đế ở đằng sau ta lại càng không hiểu được nghe sự lý giải của kiếm si xong cố thanh phong đã gật đầu hiểu rõ không hổ là đệ tử của đế đình tiên môn hiểu sâu về những sự bí ẩn liên quan đến tu luyện miêu tả cũng rất chân thật xem ra sau khi đến kiếm môn hắn không thể chỉ để ý đến yêu ma được, đối với những chuyện bí mật truyền thừa, hắn cũng phải bỏ vào túi. Ba ngày sau, một tòa sơn mạch vô cùng to lớn trôi nổi trên chín tầng trời xuất hiện trước mắt Cố Thanh Phong, nửa ngọn núi ẩn vào trong hư không, diện tích lớn đến nỗi mắt thường không thể đông đến được, giống như một ngôi sao, tiên khí mịt mù trong đó, thần quan tản ra, tiếng nhạc phiêu diêu, giống như thiên định vậy. Chính là thánh địa kiếm môn trong truyền thuyết, nhìn thánh địa kiếm môn lơ lửng ở chân trời, mặc dù Cố Thanh Phong đã từng thấy qua không ít cảnh hùng vĩ, nhưng cũng không khỏi âm thầm cảm khái sự hùng vĩ của ngọn núi này. Trong lòng tự hỏi, có nên chiếm toàn bộ kiếm môn luôn hay không, tiên sơn lơ lửng trên chín tầng trời, miễn cưỡng cũng khá phù hợp với thân phận bản tôn. Đúng lúc này, kiếm si ở một bên đột nhiên nhỏ giọng nói, cố đạo hữu, sau này chúng ta chính là đồng môn, ngươi xem có thể, không thể. Cố thanh phong cự tuyệt thẳng. Kiếm si hơi sửng sốt, ta còn chưa nói là cái gì, ngươi sao có thể từ chối thẳng thừng như vậy rồi. Chương 456, không ai biết phách lối hơn ta đâu, một, tiểu tử ngươi cả ngày giả ngu, vừa nhìn đã biết là người không đứng đắn gì, mở miệng ra chắc chắn không có chuyện tốt, cho nên ngươi nói cái gì cũng không thể. Ai nói ta không phải là người đứng đắn? Kiếm si bất mãn nói. Người đứng đắn ai đi giả ngu? Cố Thanh Phong một câu nói khiến kiếm si cầm nín, kiếm si buồn bực nửa ngày lại tiến lại gần nói ngươi có thể trả nhẫn càng khôn cho ta không đó là tất cả tài sản của ta đó cố thanh phong dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn kiếm si nhẫn càng khôn của ngươi bị mất sao lại kiếm ta con người ngươi còn nói đạo lý gì hay không kiếm si tức thiếu chút nữa học máu nhẫn càng khôn của ta là mất sao không phải bị ngươi mẹ kiếp cướp mất sao hắn ta đè nén lửa giận trong lòng chỉ cần ngươi trả nhẫn càng không trả lại cho ta ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện chuyện này liên quan đến ngươi có thể đặt chân vào kiếm môn hay không được ngươi nói đi kiếm si thấy cố thanh phong buông lỏng nhất thời trên mặt vui vẻ ngươi cũng biết môn chủ kiếm môn vì muốn thu nạp ngươi nhập môn đã chịu bao nhiêu áp lực không không riêng gì áp lực của các đại môn phái ngoại giới mà ngươi đắc tội ngay cả bên trong kiếm môn cũng có không ít tai tiếng phản đối bọn họ cho rằng ngươi chiếm đoạt nghịch lân kiếm cướp đoạt đế kinh còn đắc tội nhiều người như vậy thu nhận ngươi sẽ bất lợi đối với kiếm môn cho nên sinh lòng bất mãn đối với ngươi nhưng môn chủ cho rằng ngươi có thiên đế chi thế coi trọng thiên phú của ngươi cho nên đè nén những áp lực này thu ngươi nhập môn có điều môn chủ rất bận rộn chắc chắn không thể lúc nào cũng chiếu cố cho ngươi có thể đoán được sau khi ngươi tiến vào kiếm môn nhất định sẽ bị nhắm vào một khi bị những người đó nắm được nhược điểm tất nhiên sẽ có bất lợi cho ngươi nếu ngươi muốn tránh những rắc rối này chỉ có một cách duy nhất cách gì nếu môn chủ coi trọng thiên tư của ngươi vậy chỉ cần ngươi biểu hiện càng có giá trị tất nhiên sẽ càng được coi trọng khi người khác nhắm vào ngươi môn chủ cũng có thể bịt miệng bọn họ lại dù sao một kẻ tầm thường mới không đáng để kiếm môn làm đến mức này ồ cố thanh phong hiểu rồi cho nên ý của ngươi là muốn ta biểu hiện càng phô trương thì càng tốt làm một thiên tài phách lối chứng minh giá trị của mình cái này thì ngươi có thể yên tâm không ai biết phách lối hơn ta đâu không phải là diễn vai một thiên kiêu cậy tài khinh người sao? Đơn giản, kiếm si lại lắc đầu, ngươi hiểu lầm rồi, mấy ngày nay hành vi của ngươi, khiến cho ta thấy rất rõ ngươi phách lối ra sao, ý của ta là, ngươi tốt nhất vẫn nên thu liễm vài phần, tránh để đắc tội người khác, ngươi không cần cố ý đi diễn một thiên kiêu cậy tài khinh người, ngươi thu liễm một chút là được. Sắc mặt cố thanh phong suy sụp, đây mẹ kiếp còn vui gì nữa, hóa ra bản tôn vốn không cần chủ động phách lối, bởi vì trời sinh đã khiêm tốn không nổi phải không kiếm si à ngươi vẫn còn quá trẻ ngươi không biết kỳ thật ta ngày thường thật sự rất khiêm tốn lát nữa ta sẽ cho ngươi xem cái gì mới là phách lối thật sự cố thanh phong từ từ nói hắn nói thật mấy ngày nay đối mặt với nhân tộc thật sự rất khiêm tốn so với lúc gặp yêu ma kém mười vạn tám ngàn dặm trải qua lời nhắc nhở của kiếm si cố thanh phong cũng hiểu được mình tới kiếm môn thật sự không thể khiêm tốn nữa bằng không nhất định sẽ nhảy ra rất nhiều hạng người tiêu tiểu nghi ngờ quyết định của môn chủ kiếm môn nói cái gì vì một đệ tử không đáng đắc tội nhiều thế lực như vậy cho nên vì giảm bớt phiền toái cố thanh phong quyết định liền xuất ra một phần mười thái độ đối với yêu ma để đối mặt với kiếm môn hắn nghĩ một phần mười là đủ rồi kiếm si nhìn cố thanh phong biểu tình dần dần cùng ngạo luôn cảm thấy mình vừa rồi nhắc nhở hắn là sai lầm khụ vậy nhẫn càng khôn kia ngươi xem ô ngươi đang nói chuyện với ta à? Cố Thanh Phong đã nhập vai, liếc nhìn kiếm si một cái. Kiếm si tức đến muốn mắng chửi. Này, cố đạo hữu, vừa rồi chúng ta đã nói xong rồi, nhẫn càng khôn, yên tâm, ta chưa bao giờ là hạng gạt người, kiếm si còn chưa nói xong, cố thanh phong liền trực tiếp ném cho hắn ta một chiếc nhẫn không giới, kiếm si chọc lấy nhẫn càng khôn, trong nháy mắt mừng như điên, sau đó vội vàng mở nhẫn càng khôn ra xem xét, sắc mặt nhất thời cứng đờ thứ bên trong đâu kiếm si tức đến phát trung nói cố thanh phong khẽ nhíu mày thứ gì chứ chính là thứ trong nhẫn càng khôn của ta những linh dược thần binh nguyên thạch đâu ngươi cũng có nói đâu ngươi chỉ nói muốn nhẫn càng khôn đây không phải ta đưa cho ngươi rồi sao sao nữa đây mà vẫn chưa chịu sao ta nói cho ngươi biết nhé ta đã thực hiện lời hứa ngươi đừng có được nước lớn tới kiếm si bày tỏ thống khổ đầy mặt không nói lời nào nghĩ thầm nếu không phải đánh không lại ngươi, ít nhất cũng sẽ đâm ngươi hai nhát kiếm. Kiếm si không nói lời nào, cố thanh phong cũng lười để ý tới hắn ta, mà là bắt đầu chuẩn bị, chỉ thấy hắn từ trong nhẫn càng không lấy ra một bộ mặt giao bảo y cấp bậc thần binh, lại lấy ra một chiếc tử kim quan cấp bậc thần binh, còn có đôi giày tử mãn kim lân, bạch ngọc bội thiên bảo, đai lưng vàng như ý vân vân. Sau đó xoay người liền mặc trang phục vào. Dưới sự phản chiếu của một thân quần áo cấp bậc thần binh, Cố Thanh Phong càng thêm phong thần tuấn tú, hào khí ngút trời, kiếm si ở một bên đã nhìn trận mắt khá hốc mồm. Đây là thao tác gì thế? Chương 457, không ai biết phách lối hơn ta đâu, Hai, Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy vẫn chưa hài lòng, không khỏi lấy cực phẩm thánh binh, nghịch lần kiếm ra, treo ở bên hông, lúc này mới hài lòng. Nhưng mà cái này còn chưa xong, chỉ thấy hắn trực tiếp giải trừ tiên thiên thần thánh thể đang ẩn giấu thần thánh chi quan chậm rãi từ trên người hắn phát ra, làm cho cả người hắn nhìn qua đều có chút mờ nhạt, quanh thân mơ hồ có đạo vận lưu chuyển, tự như tiên vương còn sống, làm xong tất cả, cố thanh phong suy nghĩ một chút, kiếm môn tốt xấu gì cũng là đế đình tiên môn, chỉ là một tiên thiên thần thánh thể không chừng không trấn ác được hiện trường, hay là thêm một cái nữa, vì thế, một giây sau, trái tim hắn đột nhiên trào ra thất thải thần quan, thần quan kia thâm thúy huyền ảo, mơ hồ ẩn chứa đạo và lý vô tận đang xen trong đó, chậm rãi, thần quan bảy màu khuếch tán ra, hóa thành mờ ảo tràn ngập quanh thân. Lúc này kiếm si đã mất đi năng lực tự hỏi, ngơ ngác nhìn cố thanh phong tự như tiên, không phát ra được chút thanh âm nào, chỉ là đáng tiếc hắn ta không biết chửi mẹ kiếp, bằng không nhất định sẽ thốt ra hai tiếng này. Lúc này, mạnh diễn đứng trên mũi kiếm cũng không biết từ khi nào quay đầu lại, cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn cố thanh phong như tiên hạ phàm khiếp sợ nói, tiên thiên thần thánh thể thất khiếu linh lung ngươi thế mà lại có được hai đại thánh thể này thánh thể cố thanh phong hơi nghi hoặc mạnh diễn đã kích động nói năng lộn xộn bắt đầu giải thích thể chất thế gian chia làm sáu cấp độ là tiên thể thánh thể thần thể linh thể bảo thể phàm thể mà tiên thiên thần thánh thể cùng với thất khiếu linh lung thể của ngươi đều là thể chất cấp bậc thánh thể nhất là tiên thiên thần thánh thể thể chất cấp này ở trong thánh thể cũng là tồn tại đứng đầu mạnh diễn nói xong không khỏi nuốt nước miếng sâu trong đồng tử hiện ra một tia rung động khó hiểu cái gì chứ thì ra không chỉ có thánh thể thôi phía trên lại còn có cấp độ tiên thể cố thanh phong có chút bất mãn nói hắn ta vốn tưởng rằng tiên thiên thần thánh thể cho dù không phải là đệ nhất thế giới nhưng ít nhất cũng là thang đội đệ nhất kết quả mới là bậc thang thứ hai mẹ kiếp cái này không được đâu có trấn được cục diện hay không ta xem ra phải lấy trấn ngục long tượng thể ra theo suy đoán của cố thanh phong trấn ngục long tượng thể chắc là cũng là cấp bậc thánh thể có điều theo lời nói của mạnh diễn đã bác bỏ dự tính của cố thanh phong mạnh diễn nghe cố thanh phong nói tức giận lập tức bắt đầu thổi râu trừng mắt có được hai đại thánh thể ngươi còn cảm thấy không thỏa mãn ngươi có biết cho dù là kiếm môn thánh địa trong số các đệ tử trẻ tuổi cũng chỉ có một người có được thánh thể về phần các đại thánh tử thất mạch cơ bản đều là thần thể mà tiên thể đó là thể chất thiên đế mới có được tiên thể căn bản không thể tiên thiên có được bởi vì không có khả năng có người sinh ra tiên thể chỉ có thể thông qua hậu thiên tu luyện đạt được từ xưa tới nay người có thể tu thành tiên thể phần lớn đều thành thiên đế có thể nói tiên thể là điều kiện không thể thiếu của thiên đế có được tiên thể không nhất định có thể trở thành thiên đế nhưng thành thiên đế nhất định phải có tiên thể cố thanh phong vừa nghe thì ra tiên thể trâu bò như vậy liên quan trực tiếp tới thiên đế, vậy là xong rồi. Trấn Ngục Long tượng thể cũng không cần xuất hiện, giữ lại làm lá bài tẩy đi, hai thánh thể chắc là đủ rồi. Vậy hai đại thánh thể này của ta chắc là đủ khiến cho kiếm môn coi trọng chứ? Mạnh diễn trừng mắt nói, coi trọng. Đừng nói coi trọng, ngươi bây giờ trực tiếp muốn làm thánh tử, bản tọa đoán môn chủ cũng sẽ đồng ý. Thánh tử là địa vị gì? Kiếm môn tổng cộng có bao nhiêu người, ngươi biết kiếm môn chia làm thất mạch, thánh tử chính là người kế nhiệm mỗi một mạch thủ tòa, cho nên tổng cộng có bảy vị thánh tử, với thiên phú của ngươi, hơn nữa nghịch lân kiếm đã nhận ngươi làm chủ, muốn lên thánh tử chỉ cần thủ tòa đề cử, nhất định có thể thành, tiểu tử thấy thế nào, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, ta bảo vệ ngươi làm thánh tử của nghịch lân phong ta. Mạnh diễn cám dỗ nói. Bái ngươi làm sư. Cố Thanh Phong Kinh Hải nói, hắn nghĩ thầm, đùa cái gì vậy chứ, bản tôn có thể bái một yêu ma làm sư phụ thế nào ngươi không muốn sao ngươi có biết ngươi cầu xin bản tọa để bái sư nối lại có thể vòng quanh kiếm môn hai vòng ha ha cố thanh phong cười ha hả không nói gì nữa lúc này bọn họ đã đến kiếm môn dưới sự dẫn dắt của mạnh diễn thuận lợi xuyên qua đại trận hồ sơn của kiếm môn tiến vào bên trong vừa tiến vào lãnh địa kiếm môn Cố Thanh Phong lập tức cảm thấy một cổ nguyên khí thiên địa cực kỳ nồng đậm đập vào mặt, nương theo từng trận hương khí linh hoa linh thảo. Bên tai cũng truyền đến từng trận tiên nhạc, từ hồ ẩn chứa một loại huyền ảo chí lý nào đó. Nơi này thác nước giống như ngân hà, bên trong chứa sơn xuyên nhật nguyệt, nhìn thấy nghe thấy, lộ ra cảnh tượng tiên gia, từ xa nhìn lại, từng ngọn núi hùng vĩ còn tản ra các loại thần quan kỳ dị, có thể nói là kim bích huy hoàng, tiên khí lượng lờ, hồng kiều bốn phía, tiên hạt bay lượng, làm cho người ta nhìn không chớp mắt. Trong đó còn có vô số đệ tử tự như thần tiên, chân đạp phi kiếm, hoặc là khống chế thần quan, ở trong ngọn núi đi qua đi lại, còn có tiên tử phong thái hào quang, quần áo nhẹ nhàng, xuyên qua giữa tầng mây. Ba người cố thanh phong đạp kiếm bay đi, bay về phía chủ phong kiếm môn, cung điện nơi môn chủ ở. Chương 458, kiếm môn chấn kinh dọc theo đường đi, bởi vì là mạnh diễn dẫn đội, rất nhiều đệ tử đều nhận ra vị đại nhân vật này, nhào nhào cung kính hành lễ. Chẳng qua vừa nhìn, bất luận nam nữ đều ngẩn người, chỉ vì họ đã gặp Cố Thanh Phong. Người này chẳng lẽ là vũ tiên hạ phàm sao? Thân mặt hào quang bảy sắc, thần thánh chi quan bao phủ, thậm chí còn có đạo vận đang xen cuốn quanh, đây rốt cuộc là nhân vật gì, đây là tiếng kinh hô của nam đệ tử. Về phần nữ đệ tử, phần lớn là chú ý dung mạo Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong vốn tuấn lãng bất phàm, sau khi có được tiên thiên thần thánh thể, dung mạo sớm đã gần hoàng mỹ, đối với những nữ đệ tử này lực sát thương không thể nói là không lớn, thế gian lại có nam tử phong thần tuấn lãng như thế. Y phục trên người hắn dường như tất cả đều là thần binh, không phải là thiếu chủ của hoang cổ thế gia nào chứ. Nếu như có thể, khi bọn họ lại nhìn Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong tất nhiên cũng đang chú ý bọn họ. Chật chật, các tiểu nương tử kiếm môn bộ dạng đều rất hăng hái nha, ê lão mạnh, ngươi lái chậm một chút, cái gì mà gấp quá vậy? nghe được cách xưng hô lão mạnh này, khóe miệng mạnh diễn không ngừng co giật, không để ý tới hắn, ngược lại còn tăng tốc phi kiếm dưới chân lần nữa. Vùng một tiếng, ba người hóa thành một đạo động quan biến mất ở phía chân trời. Một lát sau, ba người dừng ở trước mặt một cung điện toàn thân do bạch sắc thần ngọc chế tạo thành. Kiếm si, ngươi dắt theo cố thanh phong chờ ở đây, bổn tọa đi vào thông báo một tiếng, nói xong, mạnh diễn một mình tiến vào cung điện. Trong cung điện, Kiếm thần Độc Cô Nguy đứng đầu, còn lại Thất Mạch thủ tọa ngồi ở một bên. Khởi bẩm môn chủ, Cố Thanh Phong đã được dẫn đến, Mạnh Diễn chấp tay nói. "Ừm, vất vả rồi, để cho hắn vào đi." Độc Cô Nguy bình tĩnh nói, vẻ mặt của các thủ tọa Thất Mạch khác nhau, khó nén được vẻ hiếu kỳ trong ánh mắt, bọn họ đã sớm muốn nhìn xem, Cố Thanh Phong này rốt cục là kỳ tài nào, có thể chèn ép một đám thiên kiêu của Thanh Mộc vực, thậm chí nghịch phạt thiên nhân. Một ít người hà khắc thậm chí còn nghĩ nếu như người này không có gì quá mức chói mắt đợi lát nữa nhất định phải thuyết phục môn chủ thu hồi kiếm nghịch lân cùng với đế kinh sau đó liền giao tiểu tử này ra bình ổn lửa giận bên ngoài kiếm si dẫn cố thanh phong vào đi mạnh diễn hướng ra ngoài cửa phân phó rất nhanh ngay trong sự chú ý của vạn người cửa cung điện lặng lẽ mở ra mọi người nhìn ra nhất thời ngẩn người chỉ thấy một vị thiếu niên tuyệt thế chậm rãi đi vào thân cao tám thước mặt mặt giao bảo y, đội tử kim quang, mang hài tử mãn kim lân, hồng treo trường kiếm nhịp lân, quanh thân tản ra ánh sáng thần thánh trong suốt, cùng với khí tức bảy màu mờ mờ, còn có đạo vận giao huy tương ứng, lưu chuyển không dứt. Cả người phong thần tuấn lãng, khí chất vô song, giống như từ trong bức tranh đi ra, không nhiễm một chút khói bụi nhân gian, hơn nửa đôi mắt kia, như tình không mênh mông không tì vết, dường như có thể xuyên thấu tất cả thế gian đạo và lý, đừng, không sai, Cố Thanh Phong cũng vụng trộm mở đồng tử phá vọng ra, đương nhiên, không dám lợi dụng đồng tử phá vọng rình rập mọi người, chỉ là mở ra hiệu quả bị động, giống như đeo lens. Mặc cho ai lúc này nhìn thấy vẻ mặt của Cố Thanh Phong, đều nhìn không được muốn hỏi một câu, đây là vị tiên nào hạ phàm. Trang diện nhất thời lâm vào yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Cố Thanh Phong. Thật lâu sau không nói nên lời, tại thời điểm này, một người đứng đầu đột nhiên hét lên, song thánh thể. Thế gian này lại thật sự tồn tại Song Thánh thể, tòa còn lại cũng vội vàng phục hồi tinh thần từ trong bộ mặt bán tiên của Cố Thanh Phong, nhìn kỹ lại, đều hít một hơi khí lạnh, thật sự là Song Thánh thể kia, trách không được năng lực của người này đè ép một đám thiên kiêu. Đúng như lời môn chủ, Cố Thanh Phong này có tư thế thiên đế. Có thể được đệ tử này kiếm môn trung hưng, Độc Cô Nguy nghe mọi người kinh hô, không khỏi mỉm cười, thầm than ánh mắt mình độc ác, tuệ nhãn thức thiên kiêu vì một đệ tử song thánh thể, đắc tội các đại môn phái thì sao? Đây chính là song thánh thể đó, thánh thể là thể chất mạnh nhất dưới tiên thể, song thánh thể quả thực chính là tồn tại đệ nhất trong thánh thể. Chỉ đứng sau tiên thể. Vạn bối cố thanh phong, bái kiến chư vị tiền bối, cố thanh phong đúng mực nói. Nhưng mà trong lòng hắn lại đang tính toán, trong thất mạch thủ tọa này rốt cục có mấy nhân ma. Nhân ma, đúng như tên gọi của nó, chính là từ người chuyển hóa thành ma hắn ta không dám dùng đồng tử phá vọng để nhìn trực tiếp bởi vì đối mặt với những cường giả này một khi sử dụng đồng tử phá vọng để soi mặc dù có thể nhìn thấu chi tiết của đối phương nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị đối phương phát hiện đương nhiên bị nhân ma phát hiện cũng không sao cả dù sao cũng có hệ thống trong người yêu ma vô thương nhưng vấn đề là ai có thể đảm bảo bên phía nhân ma bên trong tất cả đều là ma chướng trong này có thể không có phản đồ nào không? Dưới tay ai mà không có mấy tiểu đệ chứ, hoặc là bằng hữu cùng chí hướng, thân thích linh tinh. Mình mới đến, còn chưa rõ ràng tình hình, vẫn nên chưa đánh rắn động cỏ, dù sao ngày tháng còn dài, ừm, không cần đa lễ. Độc cô Nguy gật gật đầu nói. Cố Thanh Phong, ngươi chắc hẳn cũng đã rõ ràng nguyên nhân bổn tọa cho ngươi tới kiếm môn, thế thì bổn tọa sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chương 459, Trời không sinh cố thanh phong ta, một kiếm môn cần thiên tài như ngươi. Mà ngươi cũng cần kiếm môn che chở, cho nên ngươi gia nhập kiếm môn hoàn toàn là chuyện hai bên cùng có lợi, hơn nữa ngươi học kiếm điển, còn vì kiếm môn tìm lại nghịch lâm kiếm đã mất tích nhiều năm, có thể nói, ngoại trừ vẫn chưa làm hình thức ra, ngươi đã xem như nửa người trong kiếm môn, cho nên hiện giờ bổn tọa mời ngươi gia nhập kiếm môn, ngươi có nguyện ý không? Vãn bối nguyện ý. Cố Thanh Phong không chút do dự nói, đồng thời lại ở trong lòng thêm một câu, hy vọng sau này ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ cách đuổi ta đi là được. Độc cô Nguy mỉm cười, rất hài lòng, như thế là rất tốt, có điều trước khi nhập môn, ngươi còn cần phải trả lời ba vấn đề của bổn tọa, ba vấn đề này rất quan trọng, liên quan đến việc ngươi có thể gia nhập kiếm môn hay không. Mặc dù ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, kiếm môn cũng rất cần người tài, nhưng, nếu như ngươi phẩm hạnh bất chính, trong lòng mang ý nghĩ xấu, vậy mặc dù có thiên tài bổn môn cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận ngươi đây không phải là nhằm vào ngươi đây là truyền thống kiếm môn ta lưu lại từ xưa đến nay là kiếm thiên đế khâm định năm đó kiếm thiên đế từng nói bổn môn chỉ thu người có đức có tài hoặc là người có đức vô tài thậm chí người vô đức vô tài cũng có thể thu vào trong cửa nhưng duy chỉ không thu người có tài vô đức ngươi có biết tại sao không cố thanh phong suy nghĩ một chút rồi trả lời người vô đức vô tài mặc dù gia nhập kiếm môn, bởi vì hắn không có tài năng, cho nên không hình thành ý niệm, mặc dù ngày sau làm loạn, cũng không gây tổn thất nghiêm trọng cho kiếm môn, nhưng người tài vô đức, nhất định sẽ theo thực lực tăng trưởng, mà dần dần sinh ra rất nhiều tâm tư xấu xa, loại người này thiên phú mạnh, dễ dàng trở thành cường giả, một khi làm loạn, kiếm môn sẽ tổn thất thảm trọng. Được rồi. Nói hay, rất chính xác. Độc cô Nguy càng nhìn cố thanh phong càng hài lòng cho nên vì phòng ngừa loại chuyện này xảy ra, kiếm thiên đế năm đó đặc biệt ban cho đá vấn tâm, dùng để sàng lọc đệ tử, đá vấn tâm có thể phân biệt nói dối, một khi nói dối, đá vấn tâm sẽ chấn động, phát sáng. Độc cô Nguy nói xong, chỉ thấy ông ta tiện tay ném một cái. Một tảng đá màu trắng nửa trong suốt to bằng nắm tay liền bay lửng trên không trung, giống như có một sợi dây dẫn dắt, chậm rãi lơ lửng bay về hướng Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, ngươi cầm đá vấn tâm, nghiêm túc trả lời ba vấn đề của bổn tọa nhớ kỹ không được nói dối cố thanh phong tiếp nhận đá vấn tâm đánh giá từ trên xuống dưới đây không phải là máy phát hiện nói dối phiên bản huyền huyển sao hắn ngược lại không sao cả dù sao hắn là người có đức có tài sợ cái gì môn chủ xin hỏi vấn đề thứ nhất ngươi thật lòng gia nhập kiếm môn mà không phải nằm vùng mà các thế lực khác phái tới vãn bối tất nhiên thật lòng gia nhập cũng không phải nằm vùng Cố Thanh Phong thoải mái nói, dù sao hắn nói là thật, nơi này có yêu ma, hắn đương nhiên thật lòng gia nhập, về phần nằm vùng. Càng vô căn cứ. Theo Cố Thanh Phong nói xong, đã vấn tâm trong tay hắn quả nhiên không có chút phản ứng nào, ánh mắt độc cô Nguy nhìn về phía Cố Thanh Phong càng thêm nhu hòa, tiếp tục hỏi, vấn đề thứ hai, người tu luyện là vì cái gì? Cố Thanh Phong không chút chần chờ, nói thẳng, tất nhiên là vì tuyệt đỉnh thế gian, nhìn thấy phong thái vô thượng kiếm đạo, tu sĩ đời ta sáng nghe đạo chiều chết cũng không hối tiếc kiếm si ở một bên khóe miệng giật giật ê ê có trùng hợp như vậy không ngươi cũng là vì theo đuổi vô thường kiếm đạo sao vẫn luôn cảm thấy đây là cướp lời của ta mà nói ta biết con đường này sẽ rất khó khăn thậm chí cả đời cũng khó có thể làm được nhưng vậy thì sao sợ cái gì võ đạo vô biên tiến thêm một tấc thì có một tấc vui mừng mọi người nghe được mấy câu nói này của cố thanh phong trong nháy mắt nghiêm túc kính trọng đây chính là tâm trí cùng theo đuổi của thiên tài sao tâm khí khủng bố này khó trách lại có năng lực áp chế một đám thiên kiêu ở thanh mộc vực ánh mắt cố thanh phong nhìn mọi người nhất thời có chút phiêu nhiên càng nói càng thuận miệng cho dù đại đạo gian nan ta cũng sẽ vượt qua trong gai một đường ca hát dũng cảm tiến về phía trước trời không sinh cố thanh phong ta kiếm đạo vạn cổ như trường dạ cuối kiếm đạo ai là phong vừa thấy thanh phong đạo thành không lời này vừa nói ra cả đại điện lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị, vẻ khiếp sợ không tiếng động chảy xuôi trong mắt đám cao tầng kiếm môn. Kiếm si ở một bên ánh mắt nhìn về phía cố thanh phong đã kinh hãi thiên nhân, giờ khắc này hắn ta thậm chí hoài nghi, những càng khôn của mình có thể thật sự là do mình không cẩn thận đánh mất, chứ không phải bị cố thanh phong cướp đi. Tốt! Độc cô Nguy khó nén hưng phấn nói, tu sĩ thế hệ ta coi như có loại khí phách này, thật là một ngày không sinh ta cố thanh phong, kiếm đạo vạn cổ như trường dạ cuối kiếm đạo ai là phong? Vừa thấy thanh phong đạo thành không? Nói quá, ù. 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 Độc cô Nguy còn chưa nói hết lời, đã vấn tâm đột nhiên phát ra chấn động kịch liệt, hồng quang bạo liệt, tần suất chấn động kia, quả thực còn mạnh hơn rất nhiều so với đồ chơi nhỏ của con gái được bật số lớn nhất. Cố thanh phong sững sờ nhìn đá vấn tâm trong tay, thầm nghĩ, khoác lát mà cũng coi như nói dối sao. Mọi người thấy thế đều sửng sốt, vẻ mặt hưng phấn của độc cô nguy hơi chậm lại trên mặt có chút xấu hổ chương bốn trăm sáu mươi trời không sinh cố thanh phong ta hai khụ độc cô nguy chiến thuật ho khan một tiếng giống như người kích động vừa rồi không phải ông ta cố thanh phong ngươi nói thật ngươi tu luyện rốt cuộc là vì cái gì đừng phóng đại đã vấn tâm không có tâm linh ngay cả khi ngươi phóng đại một chút nó sẽ phán xét là nói dối độc cô nguy còn tưởng rằng trong lời nói của cố thanh phong trộn lẫn một chút khoác loát cho nên đá vấn tâm mới có thể vang lên. Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút, lập tức thăm dò nói một câu, vô thượng kiếm đạo. U u. Mẹ kiếp. Cố Thanh Phong tức đến mức thiếu chút nữa muốn ném đá vấn tâm đi. Môn chủ, đá vấn tâm này có phải hỏng rồi không? Độc cô Nguy cũng mang vẻ nghi hoặc, không đúng nha. Kiếm si, ngươi cầm đá vấn tâm thử xem, kiếm si bị điểm danh nhất thời vẻ mặt chua sót, cực kỳ giống một vị thanh niên trẻ trâu sắp chết kiếm si, ngươi tu luyện là vì cái gì? Vì đẹp trai, vì được thế nhân kính ngưỡng, kiếm si vẻ mặt không thể luyến tiếc nói. Mà đá vấn tâm quả nhiên không có chấn động, cũng không có phát sáng. Cố Thanh Phong trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn kiếm si. Mẹ kiếp nó, lúc ấy trong huyền thiên bí cảnh, tiểu tử ngươi không có nói như vậy. Ngươi nói ngươi không sợ chết, chỉ là không muốn chết, bởi vì muốn theo đuổi vô thượng kiếm đạo, giờ nhìn lại cũng mẹ kiếp đều là nói dối, không ngờ được ngươi mày rậm mắt to thế mà cũng là một tên siêu lừa đảo. Với cả ngươi tu luyện chắc cũng là giả bộ thôi, mẹ kiếp, bản tôn sớm nên nghĩ đến, một tiểu tử mỗi ngày giả ngốc, sao có thể đứng đắn được. Kiếm si cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cố thanh phong, trên mặt không khỏi đỏ lên, lặng lẽ nghiêng đầu né, trong các vị thủ tọa của thất mạch. Có một vị kiếm khách trung niên râu dê, rõ ràng là sư tôn của kiếm si, vẻ mặt lúc này cũng xấu hổ nhìn nóc nhà giống như đang nghiên cứu đường vân trên nóc cố thanh phong đá vấn tâm không có vấn đề gì ngươi trả lời lại lần nữa sắc mặt độc cô nguy có chút khó coi nói ông ta trăm triệu lần không ngờ được vốn tưởng rằng là bởi vì cố thanh phong phóng đại lý do trong lời nói có thêm mắm dặm muối dẫn đến đá vấn tâm có phản ứng kết quả hiện tại xem ra cái này đâu chỉ thêm tí mắm dặm tí muối quả thực tất cả đều là mắm muối sắc mặt cố thanh phong cũng có chút khó coi mẹ kiếp đây không phải là ép bản tôn nói thật sao mẹ nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng tuyệt thế thiên kiêu của bản tôn nhưng chuyện cho tới nước này không nói cũng không được vì thế cố thanh phong đành phải nói thật ta tu luyện là vì khụ cố thanh phong có chút khó có thể mở miệng dừng một chút lập tức hạ quyết tâm liều một lần cái gì cũng mặc kệ nói thẳng vì hưởng thụ cuộc sống tốt hơn vì thê thiếp mỹ nữ vì vinh hoa phú quý vì nữ nhân đẹp nhất cưỡi ngựa mạnh nhất uống rượu thuần khiết nhất vì tùy tâm sở dục làm gì mình muốn ngang ngược nhất đời trên trời dưới đất chỉ có ta độc tôn lần này đã vấn tâm không có phản ứng tất cả mọi người sững sờ nhìn cố thanh phong hiện trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh quỷ dị kiếm si vốn đã chết trong nháy mắt đã đầy máu sống lại một lúc lâu sau thô tục một vị thủ tòa đột nhiên nói. Quả thực tục không thể nhìn được, cái gì mà thê thiết mỹ nữ, đều là hồng phấn khô lâu, cả đời tu sĩ ta lấy đại đạo làm đầu. Môn chủ, tầm tính người này thật sự là hay. Độc cô Nguy đột nhiên kêu lên, quả nhiên tính tình thật thà. Mấy thủ tòa khác, chính cái gọi là ham muốn tự nhiên, nằm nhì bản sắc, đây là chuyện thường tình của con người, người có thể nói ra những lời này, có thể cảm thấy được tấm lòng son. Độc cô Nguy vừa nói, vừa vội vàng truyền âm cho các vị thủ tọa, mọi người ít nói vài câu, loại thiên phú này, trong lòng có chút khuyết điểm nhỏ cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần không có nguy hại cho kiếm môn là được. Chúng thủ tọa thấy môn chủ đã lên tiếng, cũng đành phải nghe theo, dù sao song thánh thể này quả thật hiếm thấy, tham luyến mỹ sắc thì tham luyến đi, thiên tài mà, dù sao cũng phải có chút chỗ không giống người thường. Tiếp theo là câu hỏi thứ ba. Độc cô Nguy vội vàng nói sang chuyện khác kỳ thật trả lời xong hai vấn đề đầu tiên đã cho thấy ngươi đã thông qua khảo nghiệm vấn đề thứ ba này là có liên quan đến kiếm đạo quan hệ đến phương hướng tu hành sau này của ngươi ngươi cẩn thận suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời tuyệt đối không được qua loa môn chủ mời hỏi nói vậy có một câu ngươi cũng đã nghe qua kiếm pháp thiên hạ xuất kiếm môn mà kiếm đạo kiếm môn ta lại chia làm hai loại lộ trình một loại là chuyên tu nhất kiếm là lộ trình nhất kiếm phá vạn pháp mà một loại khác chính là kiếm trận chi đạo phàm là người gia nhập kiếm môn đều sẽ lựa chọn để đi theo một lộ trình vậy thì ngươi sẽ chọn cái nào nghe được vấn đề này cố thanh phong sửng sốt luyện kiếm thì luyện kiếm sao còn phân chuyên tu nhất kiếm còn có kiếm trận nữa chứ loại chuyện kiếm tu này không phải là nhất kiếm phá vạn pháp sao kiếm trận nhiều lắm cũng xem như là một loại thủ đoạn cái này cũng cần mở một lớp học riêng hay sao hắn chần chờ một lát luôn cảm thấy trong này có thể có chút chuyện mình không biết, dù sao cho tới bây giờ cũng không có hệ thống học tập kiếm đạo. Dám hỏi môn chủ, kiếm tu vì sao phải chia làm hai phái, có môn đạo nào trong đó không? Cái này nói ra dài lắm. Độc cô Nguy cảm khái nói. Vậy mời môn chủ nói ngắn gọn, ách, chuyện này phải kể từ năm ngàn năm trước, năm ngàn năm trước, kiếm môn cũng không có chia làm hai phái, khi đó kiếm tu đều là chuyên tu nhất kiếm,